các bạn đi ăn sườn cây nhé, sườn cây nướng và bia ở ở chỗ 217 Lý Thái Tổ. Chỗ này là 3 tầng các bạn nhé. Đây là tầng 1 này. Đấy. Đây là tầng 2. Tầng 2 này nhá. Và trên lầu này nữa, còn một tầng ở trên lầu này nữa. Nhưng mà mình không đi tới nhá. Tầng 3, lầu tầng 3 này. Đây là nồi là tỉnh nướng các bạn ạ. Còn đây là cái hệ thống ống hút khói này, thì gọi khói khi nướng ấy, hoặc khi nấu lẩu hoặc nướng ấy, thì nó sẽ hút khói ra và không làm cho cái thực khách khó chịu nhất. Đấy, cái ống khói này, ống hút này, đấy, rất là nhiều và bạn nào có hút cái ống này, đây là hệ thống ống khói này. Nhân viên của nhà hàng cũng rất là xinh nhé. Không có này. Còn đây là bếp nướng này. Đây là sườn cây này, này. Bê không tiêu à? Rồi giờ sẽ bắt đầu nướng nhá. Đấy, có lò này, có than hồng này. Đấy, đi ăn nhưng mà ra tiền này chết. Đây để em nướng cho. Đấy. Này, sườn cay này. Đây xin giới thiệu với bạn, đây là món sườn cay nhà làm. vừa đã ra này là món bò cuốn lá lốt nhá. Đấy, nướng luôn. Bò nướng lá lốt đây các bạn nhá. Đấy, đây là món hồng. Đấy, nướng cùng với sườn và thịt heo. Cái món nướng này sẽ ăn cùng với rau và kim chi này. Đấy, kim chi ăn sẽ từ Việt Nam các bạn nhé. Đây là kim chi. Kim chi. Món ăn từ xuất xứ từ Hàn Quốc đấy. Có kim chi chưa nướng không? Đấy. Cái này thì nó rất là đỉnh. Đây là thịt ba dọi heo cuộn kim chi nhá, cuộn này nướng này. Tiếp theo là sẽ có lẩu hải sản nhé, lẩu hải sản kim chi. Đây là hải sản, sau khi bỏ hải sản vào nó tôm mực bắt đầu